Đây, anh phải chụp về gần 100 con. Đấy, anh bắt. Ai mua chim liên hệ anh Dũng nha. Chim dao động từ khoảng 150 200 con một con. Bộ to đẹp. Bao trụ. Bao trọng thì nó đắt hơn, bao trọng thì tầm độ khoảng 250 250 lại. Đến nữa. Đấy. Đấy. Đây là lòng trống còn lòng ngoài đang phía ngoài này. Đấy, lòng tuyển đó đấy. Ở trong lòng nó là hai con tuyển đẹp nhất rồi dùng. Mà còn thảo cái này ra quay xem. Dùng vlog. Đấy. Tránh ra. Đem lòng xuống. Có hai con đẹp rồi, có hai con nữa con là nhiều tiền nhất á. Ai nhập xỉ nhập lẻ thì liên hệ với anh Dũng nha. Đây hai con đẹp nhất trên bài tuyển đây. Đấy. Mặt trắng. Đây mặt trắng. Mặt trắng nha. Đấy. Đấy Dũng đang thay lông. Đấy, cho anh em nhìn tận mắt này. Đấy. Phải tách hai con ra đâu với họt đem một con nữa khác nó họt được giờ cho nó chứ họt đâu. Đây tuyển hai dàn đây. Một dàn mặt trắng. Một dàn mặt đỏ đây. Đấy. Ngon chích nghề bao luôn. Chích nghề đem ra treo ngoài cho mèo ăn sới được con bị bên sới được dùng ơi. Bị sới ba con rồi, ba con mồi rồi. Bị sới ba con mồi. Chim nghề bảo trọng nha. Đây, mày tuyển xong rồi anh em. Đấy. Đấy, mắt đỏ. Cả trắng cả đỏ, đỏ một con. À, đỏ một con, cả trắng cả đỏ đấy, mày tuyển xong ấy. Thì lẻ số lượng lớn. Anh em mua là thì lẻ số lượng lớn nha. Mười đóng có nhỏ. Bình quân là cứ 4-50 trở lên. 4-50 con trở lên thì bao? 20 con bao trống. 20 con bao trống. Đấy. 4-50 con bắt ngắn nha. Trọng mãi về tuyển. Mà cái đặc biệt phá nó xong rồi mẹ toàn nặc cụt rụt. À em chim nghề đó, chim nghề quấy luôn. Quấy cả chim nghề trống á. Chim nghề đến đây. Chim nghề đỏ trống à. Đấy, bốn nóng. Ai thích nuôi chim nghề. Ai thích nuôi chim nghề nó vẫn có nhá, đây. Đó. Anh em thấy chưa, đẹp không? Đấy. Có quá. Đó. Phòng này người ta chồ chứ. Chồ cả hai bên chứ. Anh ngắn được. Quay ngắn à. Chồ hai ngắn á. Chồ hai ngắn chồ mà. Để bấm nó. Quay ngắn đi. Anh Hiền mới bấm được. Bấm được thôi. Cái nhỏ nhất đó. Giống lại. Đấy. Cả đàn luôn đấy, đây thấy chưa? Vậy tay ngay.
Sáng sầu mà xem trực tiếp à? Sáng sầu mà lên nhà mà xem. Mẹ anh dùng anh tuyển toàn cố gì cả dân dài về toàn 100 xì cho lên hết kinh nó mới chọc mà vào vậy tay à, sáng ơi hiện giờ là đang ở nhà hiện giờ đang bộ nhà nha mai đem đến bài đòn lên đến để uống tà ăn coi địa chỉ đọc địa chỉ bài đòn Sơn Băng Hương Sơn tỉnh Hòa Bá nha đến đó đừng ngồi ngay đừng ngồi chuyện nhìn bỏ ra đó là bãi nhìn đứng một gian nữa này chưa đứng một gian nữa anh cho quấy hắn đứng một gian nữa này đúng rồi dùng anh cho quấy mẹ cho chào mau ấy cho quấy đừng lao đứng một gian luôn đừng như người ta trọng học mò đây đèo ấy nữa cho quấy đứng một gian nữa đừng nhờ gian nữa chụp bao nhiêu cho lên lên sóng lên em là đang là đứng nha nhảy nhảy nữa chưa tắm mới mưa chưa mới về mưa quá mẹ chịch nghề mau rồi đẳng cấp đó đấy nhá mỗ người ta nói liều ăn nhiều mẹ nhập về nhiều ăn nhiều có ít ăn ít gọi nhiều bể mông anh em nào chơi thì lên mái lên bài đoạn tuyển nhá ăn khùng con treo ní mà thịt nữa thì lên nhà chơi cả cù lên cả cù những nhảy nữa cả cù đâu quay lên trên hình lắm nhảy rồi này giờ ai lên xem chung bao ai lên xem cho bao nha mua về chơi hình được mua về cho hot rồi mua về cho đèn được có hết vui nhà vui cửa mua nhà vui cửa mẹ vấn đề được thì mới có chín đề hơn mười gá đó ở đây anh em nào mua thì một là chữ nhà hai lên bài đón Sơn Băng ở đây tuyển mỗi số lượng lớn có số lượng lớn số lượng nhỏ có số lượng nhỏ 20 con bao trọng từ 20 con lên tổng hợp cả trọng là mãi màu mà đỏ màu mà trắng nha mua đây khuyến khoát chi bán hết anh em mua hoa mỹ không còn hoa mỹ bán này anh em mua không buổi nay nghe xem bữa nay con đang nghe xem thì ở đây nghe xem anh mua chim thịt mua chim lên đây xem anh lượt bị dẻo quá xéo đi à. Thôi chào anh em nha phạt đừng nói mãi lên bài đoạn phạt tiếp mãi cửa hàng lớn mua sớm còn luôn nó anh em có đầy đủ hết. Tạm biệt nha. Bye bye.